Chỉ trong nhận được tin là thì cô đã nhắm mắt xuôi tay, cô đã chốt đi hơi thở cuối cùng. Trong mô văn anh của cô đây, từ Thanh Hóa cho vội ra đến cửa đến nhà. Cô ơi, cháu thương cô ở đời, cô là cây cao bóng cả, cô như cây bách cây nhà tùng 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 tùng. Để cho cháu được tựa vào sớm mà trong ngô văn anh của cô, cháu thương cô nhiều lắm cô. Mà nay cháu quỳ trước linh sàng của cô, khăn tang thấm thấm lệ trên đầu, khăn bao nhiêu sợi mà lòng là sầu bấy cô ơi, từ mai trở đi trong ngô văn anh ở trong Thanh Hóa, cháu là trưởng tộc họ Hoài, cháu quân ra đến cửa đến nhà thì còn đâu nào thấy được người cô. Ôi, để rồi tâm bách đồng quà quê hương Thanh Hóa trong mang ra phiếu cô đi chẳng còn cô nữa rồi. Cô ơi, thương cô nhiều lắm cô, cũng như người cha người mẹ của cháu đây mà. Vậy mà ngày hôm nay cô đã đi xa rồi, để chăm thương ngàn nhớ bao nỗi sầu biệt biệt là ly. Cô ơi, thân xác cô nằm kia mà hồn cô phảng phất vẫn na chưa trôi nào. Cô có nghe thấy lời trong ngô văn anh khóc gọi, chỉ là vì ba hồn là cô ở nơi đâu. Ai đã làm lên ngày hôm nay cô cháu ta đôi ngả đôi đường, cô ra đi để lại bao niềm thương bao nỗi nhớ với nhà đầy bao nỗi nhớ vơi đầy cho cháu là vạn anh nga. Thôi đành ngà chấp má nhân vậy thôi, cầu cho cô ra đi cô về đâu dám mà đổ chỉ cho cháu trên đời, ở trên đời mạnh khỏe bình bình an. Cuộc sống của mẹ.
thì đã biết bao từng trai. Mẹ vì cháu vì nhà con mà mẹ gian khổ không kêu được mẹ đành chia ly vĩnh vĩnh biệt. Giờ này đây thì mẹ nào có biết con là con gái út của mẹ đây, con thân khóc gọi mẹ một đêm mơ. Để chăm thương ngàn nhờ bao nỗi sầu biệt nà ly. Ôi cuộc đời mẹ tôi lâm mà vào đau nỗi đâu quyết ra đi để tìm thang thuốc chữa cho mẹ hiền. Lòng quán chi quán nào quán chi quyết ra đi mẹ ơi, những lòng mà không quán nắng mẹ ơi, con biết tại mẹ mà xót xa vơi đây nhiều đêm quan vơ lệ bơ vơ vắng bóng mẹ hiền à. Từ nay tình mẹ con đã xa cách. Ôi nắng bóng bóng hình mẹ khói đêm mà hương tàn lòng con càng ngày thêm thương nhớ mẹ đã đi rồi mẹ về chầu phật phật con. Mà kể từ nay thì mẹ đã không ngờ con sống sống ở trên đời bên con bên cháu nữa rồi. Ngày hôm nay mẹ đã đi xa bất vân rồi đi mãi từ đây thôi đành vĩnh vĩnh biệt mẹ xa đi. Con cầu cho mẹ về chung chung a dám mà đổ chỉ
nhà cho con gái út ở đời nhà. Quân ở trên đời mãi được bình an. Con gái út cũng đành ngậm ngùi để rồi vĩnh biệt mẹ về nơi suối vàng ăn giấc nghỉ ngàn thu. Còn để giây phút này, mẹ ơi, con là con gái thứ hai của mẹ đây. Mẹ ơi, con gái thứ hai, con gọi mẹ, mẹ tình thầy đi. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời lễ viếng của tập thể lớp 12D khóa 84-87 Dương Tự Minh dâng lễ bào thắp hương kinh viếng.